Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 259. Ở cuối tập trước, sau khi khoảnh khắc khi Vương Lâm ở trong mật thất dùng hạt châu Tiên Nghịch để tính toán thì đệ tử Quy Nguyên Tông đã sắp xếp xong. Tất cả mọi chuyện trên Mạc La đại lục, tất cả đều đang đứng trên quảng trường Sơn Môn Quy Nguyên Tông. Chỉ chờ Vương Lâm xuất quan là có thể rời đi. Vốn bọn họ vẫn còn đang khẽ nói chuyện với nhau. Giọng nói có chút mê man và hưng phấn. Bọn họ biết được Quy Nguyên Tông chẳng những không giải tán, mà còn được di chuyển sang tinh vực cấp 7. Nhưng đúng lúc này bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên u ám, một luồng âm thanh ác liệt gào thét phóng đến. Một luồng kim quang từ trên thiên địa điên cuồng phóng về phía đám người Quy Nguyên Tông trên quảng trường. Hầu như chỉ trong nháy mắt luồng kim quang này đã phóng đến, trong kim quang là một khối ngọc giản. Sau khi ngọc giản này đến gần, thì đột nhiên bay bổng trên quảng trường Quy Nguyên Tông. Biến hóa bất ngờ lập tức làm cho đệ tử Quy Nguyên Tông xôn xao, dù là đám người Lữ Yên Phỉ cũng phải biến sắc. Vì khí tức bùng ra từ trong ngọc giản chính là của lão quái toái niết, hơn nữa cũng không phải toái niết tầm thường, mà chính là toái niết đại viên mãn mới đạt được mức độ này. Một khối ngọc giản làm cho kinh thiên động địa, thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển, mơ hồ xuất hiện rất nhiều loại quy tắc biến hóa. Lão phu là Lưu Kim Biêu, đạo hiệu Kim Biêu tử. Giọng nói uy nghiêm từ trong ngọc giản bùng ra rất dữ dội rồi bao phủ toàn bộ Quy Nguyên Tông. Thậm chí ngay cả Mạc La đại lục cũng vì âm thanh này mà trở nên run rẩy. Lữ Yên Phỉ dù sao cũng đã gặp được rất nhiều tu sĩ cấp 8, tuyệt đối không phải là tu sĩ khuy niết tầm thường. Lúc này ánh mắt nàng lóe lên rồi ôm quyền nói: "Chẳng biết Lưu Kim Biêu tiền bối đến Quy Nguyên Tông có chuyện gì? Tai họa sắp đổ lên đầu đến nơi mà các ngươi còn không biết sao? Lão phu nói thẳng ra cho các ngươi biết. 3 ngày trước có người tìm đến lão phu mua tính mệnh của tất cả đám người Quy Nguyên Tông." Giọng nói tràn đầy một luồng uy áp khó hiểu, khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên giống như tiếng sấm sét gầm giống, hóa thành quy tắc bao phủ thiên địa rồi dung nhập vào tâm thần tất cả đệ tử Quy Nguyên Tông đang lắng tai nghe. Vẻ mặt Lữ Yên Phỉ lập tức biến đổi. Nhưng lão phu cũng không có thù hận gì với Quy Nguyên Tông. Tuy yêu cầu cấp bách lúc này là nguyên tinh để luyện đan, nhưng cũng không muốn làm ra những loại chuyện thế này. Nếu không có biện pháp nào khác, cũng phải bắt buộc lấy đi tính mạng cả Quy Nguyên Tông. Ánh mắt Lữ Yên Phỉ chợt lóe lên hàn quang, nàng lạnh lùng cười rộ lên. Nhưng vẻ mặt của đám đệ tử Quy Nguyên Tông khác lại bùng lên vẻ sợ hãi. Lần này bọn ngươi trở về, chắc chắn là thu dọn tất cả mọi thứ, sắp bị giải tán và bỏ đi. Lão phu và tông chủ Vô Cực Tông đã từng có quan hệ, tông chủ Vô Cực Tông năm xưa thiếu ta một phần nhân tình. Nếu các ngươi để lão phu được thỏa mãn, lão phu sẽ chuyển thư để Quy Nguyên Tông các ngươi tránh khỏi mối nguy bị giải tán. Hơn nữa chuyện giết chết toàn bộ người Quy Nguyên Tông cũng chẳng phải việc lão phu mong muốn. Nếu Quy Nguyên Tông các ngươi lấy ra đủ nguyên tinh hoặc những vật đồng giá, như vậy chuyện này có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Giọng nói bùng ra một luồng cảm giác cực kỳ bá đạo đến mức không thể từ chối. Nhưng cũng vì khí tức của tu vi toái nhất đại viên mãn mà uy hiếp này trở nên cực kỳ ác liệt, làm cho đám người nghe thấy phải chấn động tâm thần. Lữ Yên Phỉ trầm mặc, vẻ mặt nàng trở nên lạnh như băng. Đúng lúc này Vương Lâm đang bế quan trong mật thất chợt mở hai mắt ra, ánh mắt tơi lên bức tường phía trước giống như có thể nhìn xuyên qua. Lưu Kim Biêu. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên lạnh như băng, hắn đứng thẳng người lên rời khỏi linh hồn thiên vận tử. Sau khi thu thiên vận tử vào phong tiên ấn, hắn nuốt nó vào trong miệng, thân thể tiến về phía trước một bước. Đột nhiên rời khỏi mật thất bế quan mà xuất hiện trên bầu trời quảng trường Quy Nguyên Tông bao la. Thời gian của lão phu cũng có hạn, chỉ cho các ngươi thời gian nửa nén hương để suy nghĩ. Sau nửa nén hương, khí tức toái nhất đại viên mãn ẩn giấu trong ngọc giản lập tức hóa thành luồng uy áp nồng đậm bao phủ khắp bốn phía. Nhưng lại không biết lúc này Vương Lâm đang ở bên cạnh và quét ánh mắt lạnh lùng nhìn qua ngọc giản. Vương Lâm mở ra tất cả tu vi, dung nhập vào thần thức rồi hóa thành một luồng gió bão điên cuồng thổi qua khắp mặt đất Mạc La đại lục. Hắn dựa vào khí tức của ngọc giản mà rất nhanh thần thức của hắn đã ngưng tụ trong một tòa đàn đô thành phàm nhân ở phía nam trên Mạc La đại lục. Đô thành này cực kỳ phồn hoa, lúc này người đi lại trên đường rất nhiều, ở vị trí phía nam có một quán rượu. Trong một căn phòng đóng chặt cửa có một lão già đang khoanh chân ngồi. Lão già này nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, giống như tiên nhân, mái tóc trắng xóa, mặc đạo bào. Lúc này hai mắt nhắm nghiền, trước người lơ lửng một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này trong suốt và sáng lóng lánh. Bên trên bề mặt huyễn hóa ra nhật nguyệt giống như ẩn giấu cả thiên địa, nhưng quỷ dị là không có bất kỳ khí tức nào lộ ra ngoài. Dù đứng ở khoảng cách khá gần cũng không thể cảm nhận được sự kỳ dị của ngọc giản, chỉ có dùng mắt thịt mới sinh ra cảm giác kinh tâm động phách. Sau thời gian nửa nén hương, nếu các ngươi còn không chịu dâng nguyên tinh, thì tất cả sinh linh Quy Nguyên Tông sẽ trở thành tro bụi. Lão già đang khoanh chân khẽ lẩm bẩm, khoảnh khắc khi lời nói của lão vang lên thì ngọc bội lập tức hấp thu, rồi truyền đến Quy Nguyên Tông đang ở xa 10 vạn dặm. Nhưng lão phu cũng biết Quy Nguyên Tông không có bảo vật gì quan trọng, thôi được. Bọn ngươi hãy để lại tất cả túi trữ vật hoặc không gian trữ vật, lão phu sẽ không tính toán nữa. Không những xóa bỏ nguy hiểm cho Quy Nguyên Tông, mà ta còn có thể vì các ngươi mà phát thư cho tông chủ Vô Cực Tông. Lão phu Kim Biêu tử cả đời tu đạo, khó khi từ bi, các ngươi phải biết tận dụng cơ hội. Lời nói của lão già vang lên, còn bùng lên những luồng sáng rực rỡ, hơn nữa cách ngắt nhịp lời nói cũng cực kỳ tinh diệu, cũng rất có thần. Sau khi nói xong thì lão già mở hai mắt ta, trong ánh mắt lóe lên lộ ra nụ cười lạnh. Lão đã nhận được tin tức, biết được sau khi đại hội phân tông kết thúc thì Quy Nguyên Tông này rất khó tránh khỏi kết quả bị giải tán. Cho nên lão ở đây chờ đợi, lão đợi đến khi đám tu sĩ Quy Nguyên Tông từ đại hội trở về. Lợi dụng lúc đám người còn đang bàng hoàng, lão chắc chắn sẽ thành công. Nhưng tất cả tin tức về đại hội phân tông đã bị Vô Cực Tông phong tỏa. Lúc này lão cũng không biết Quy Nguyên Tông có một tồn tại cực kỳ khủng bố như Vương Lâm. Chuyện này hầu như lão phu rất chắc chắn, lão phu ra tay chưa từng thất bại. Đáng tiếc là lão phu không thể hiện thân, Lữ Yên Phỉ Quy Nguyên Tông chính là đệ nhất mỹ nữ trên tinh vực cấp 5, đáng tiếc. Nếu lão phu được nếm thử, như vậy thật tuyệt diệu. Lão già thầm than một tiếng, hắn nhìn qua ngọc bội trước mặt mà vẻ đắc ý trong mắt lại càng đậm, lão giơ tay phải chụp lấy ngọc bội. Nhưng lúc này đột nhiên giọng nói lạnh lùng như băng vang lên trong phòng. Ngươi chính là Lưu Kim Biêu sao? Giọng nói này vang lên quá đột ngột, khoảnh khắc này lão già bị dọa nhảy dựng cả người lên. Vẻ mặt lão già lập tức tái nhợt, kho xoay người nhìn về phía góc phòng thì thấy một người đang đứng đó. Người này mái tóc trắng xóa, mặc áo trắng, hai mắt bùng lên hàn quang. Khi ánh mắt lão già nhìn qua, tâm thần lão lập tức nổ ầm lên rồi phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt lão già bùng lên vẻ hoảng sợ ngập trời, lão thất thanh nói: "Toái nhất lão quái." Khi mở miệng nói, thân thể lão già lập tức phóng về phía cửa sổ bỏ chạy. Vương Lâm lạnh lùng nhìn về phía lão già, hắn giơ chân tiến về phía trước một bước. Một luồng uy áp kinh thiên động địa lập tức bùng ra ngoài, thân thể lão già run lên rồi lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Lão già cực kỳ hoảng sợ vung hai tay bấm pháp quyết, lão dùng giọng the thé nói: "Ngọc bội hộ thân." Ngọc bội đang bay bổng giữa không trung đột nhiên lóe lên hào quang rồi phóng thẳng về phía lão già. Tốc độ của ngọc bội cực nhanh, dù là Vương Lâm cũng cảm thấy hoa mắt. Khoảnh khắc sau ngọc bội đã bay bổng bên ngoài thân thể lão già. Hào quang lại lóe lên lấp lánh rồi mang theo thân thể lão già, phá nát cửa sổ phóng thẳng lên bầu trời bỏ chạy. Khoảnh khắc khi ngọc bội mang lão già phóng đi, Vương Lâm vỗ tay phải về hư không, thiên địa lập tức nổ lên ầm ầm. Nguyên lực thiên địa vô tận từ bốn phương tám hướng kéo đến rồi phóng về phía lão già. Nhưng khoảnh khắc khi nguyên lực thiên địa đến gần, hào quang lại chợt lóe lên trên ngọc bội rồi phóng thẳng ra ngoài. Những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, một đòn có thể giết chết tu sĩ toái nhất lại phải tan vỡ. Lão già kia được ngọc bội bảo vệ nên lông tóc không có chút tổn hại, lão hóa thành cầu vồng phóng về phương xa như tên bắn. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn nhìn chằm chằm vào luồng sáng bao phủ lão già phóng về phương xa. Vương Lâm không nhìn lão già, hắn đang nhìn miếng ngọc bội bên ngoài luồng cầu vồng. Khi hắn thôi diễn hình ảnh con đường sinh cơ cuối cùng thì xuất hiện lão già Lưu Kim Biêu này. Nhưng Vương Lâm cũng rất không hiểu, tu vi lão già này quả thật quá thấp. Nhìn qua bộ dạng thì thấy giống như trước đây không lâu vừa mới đột phá vấn đỉnh đạt đến cảnh giới âm hư. Tu vi như vậy dù có cả trăm tên đứng cùng một chỗ cũng không thể chống đỡ được một đòn vừa rồi của Vương Lâm. Nhưng lão già kia được ngọc bội xoay quanh lại không có bất kỳ vết thương nào, điều này lập tức làm cho hai mắt Vương Lâm rực sáng. Đây là loại ngọc bội gì? Thân thể Vương Lâm xông lên phía trước rồi trực tiếp hóa thành cầu vồng mà điên cuồng truy kích. Vẻ mặt lão già đang được ngọc bội bao phủ đã không còn chút máu, máu tươi trên khóe miệng chảy xuống, trong mắt bùng lên vẻ kinh hoàng. Lão đã đi lừa gạt nhiều năm, vì có ngọc bội nên chưa từng thất bại, vì lão già này cũng cẩn thận nên không có bất kỳ người nào phát hiện ra. Nhưng lúc này lão lại bị người ta phát hiện ra rồi tiến đến thăm hỏi. Lão quái toái niết. Nghĩ đến tu vi của đối phương, vẻ sợ hãi trên mặt lão già càng đậm, lúc này chỉ hận tốc độ quá chậm, bỏ chạy điên cuồng. Ngọc bội ơi ngọc bội, tình cảnh nguy hiểm lần này đều phải nhờ vào ngươi. Sau khi lấy được ngọc bội, ngươi chưa từng làm ta thất vọng, nguy cơ sinh tử hôm nay ngươi phải giúp ta đấy. Phải biết rằng tất cả nguyên tinh lão phu lừa được đều bị ngươi hấp thu sạch. Vẻ mặt lão già càng trở nên tái nhợt, hình như lời nói của lão cũng có tác dụng. Những luồng sáng đột nhiên lóe lên trên ngọc bội rồi mang theo lão già bỏ chạy với tốc độ nhanh hơn. Nhưng khi lão già được ngọc bội bao quanh chạy ra ngoài mấy vạn dặm thì đột nhiên thiên địa trước mặt bùng lên những con sóng lực lượng. Vương Lâm từ trong đó tiến ra, hắn nâng tay phải lên và quét mạnh về phía trước. Sấm động ầm ầm, cuồng phong vang vọng, tất cả hóa thành gió bão đánh thẳng vào ngọc bội. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên giống như khoảnh khắc này thiên địa bị xé toạc ra. Hào quang trên ngọc bội lại lóe lên dữ dội, nó cũng không tổn hại mà thay đổi phương hướng tiếp tục bỏ chạy. Ta xem ngươi chạy được đến đâu. Giọng nói của Vương Lâm cực kỳ lạnh lùng, khi âm thanh vang lên hắn tiến về phía trước một bước. Hai tay bấm pháp quyết, cấm chế lập tức huyễn hóa ra với số lượng cực lớn. Vương Lâm vung tay lên thì cấm chế lập tức bao phủ thiên địa, rồi tạo thành một vòng vây khốn phóng thẳng về phía ngọc bội. Khoảnh khắc này trên trời dưới đất, trái phải trước sau đều bị tấm màn cấm chế Vương Lâm thi triển ra bao phủ toàn bộ. Phong tỏa tất cả vào bên trong giống như một hình cầu bùng ra rồi nhanh chóng ngưng tụ lại. Lão già trong ánh hào quang của ngọc bội đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng lúc này ngọc bội đột nhiên truyền ra tiếng gầm giống, một luồng sương mù đen từ trong ngọc bội bùng ra hóa thành một con rết có thân thể trăm trượng. Con rết này toàn thân đen kịt, trên lưng có hai đường màu vàng cực kỳ dữ tợn. Sau khi con rết xuất hiện thì lập tức xoay mạnh người lại, phun ra một đám xương độc, hướng về phía Vương Lâm đang truy kích phía sau. Trong đám sương mù này ẩn giấu những chất kịch độc, khi sương mù đánh thẳng vào tấm màn cấm chế thì phát ra những tiếng nổ ầm ầm rồi tan vỡ. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân thể không ngừng lại mà phóng thẳng về phía trước. Hắn nâng tay phải chỉ lên trời rồi quát lớn: "Sấm sét trong thiên địa, nghe lời kêu gọi của ta." Khi lời nói của Vương Lâm vừa rời khỏi miệng, đột nhiên sấm sét vô tận ầm ầm xuất hiện trên bầu trời Mạc La đại lục. Lúc này sấm sét hóa thành từng luồng sáng cực kỳ khủng bố, thay thế tất cả mọi vật trong thiên địa, rồi ầm ầm hạ xuống phóng thẳng về phía con rết được Ngọc Bội huyễn hóa ra. Con rết dữ tợn này ngửa mặt lên trời gào thét, xuất hiện dấu hiệu muốn liều mạng. Khoảnh khắc khi sấm sét phóng đến thì tình cảnh quỷ dị lại xuất hiện. Trong ngọc bội lại bùng ra xương đen, trong làn xương huyễn hóa ra 6 con rết với thân thể trăm trượng. Lúc này tổng cộng đã có 7 con rết điên cuồng gào thét, làm sương mù độc bao phủ khắp thiên địa, tất cả sương mù đồng loạt đánh thẳng vào sấm sét. Những âm thanh vang vọng khắp thiên địa, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong 7 con rết có 3 con tan vỡ thân thể hóa thành hư vô. Lúc này 4 con rết còn lại đều nhanh chóng lui ra phía sau. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể trực tiếp xông ào ào vào trong sấm sét, tay phải hắn nâng lên vỗ mạnh về phía trước. Một tiếng nổ khủng bố vang lên, có 2 con rết tan vỡ. 2 con rết cuối cùng phát ra những tiếng gầm giống khàn khàn rồi nhanh chóng được thu hồi vào trong ngọc giản. Nhưng Vương Lâm sao lại để chúng nó trở về? Tay phải hắn vung lên, khe nứt không gian chữ vật đột nhiên xuất hiện rồi lập tức bay ra 2 thanh đoàn kiếm. 2 thanh kiếm phóng đi như tên bắn rồi đâm thẳng vào 2 con rết. Những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng, 2 thanh đoàn kiếm hóa thành kiếm quang đảo qua. Thân thể 2 con rết đều đã chết, cấm chế Vương Lâm thi triển ra ở 4 phía đã không còn gì ngăn cản, mà điên cuồng ngưng tụ lại. Cấm chế hoàn toàn phong tỏa ngọc bội, làm cho nó không thể nào bỏ chạy. Hàng loạt thần thông trước đó của Vương Lâm đã đủ giết chết tu sĩ toái niết trung kỳ, nhưng lúc này dù phá hủy 7 con rết nhưng ngọc bội vẫn không bị tổn thương. Vương Lâm càng nhìn về phía ngọc bội thì càng cảm thấy vật này bất phàm, tất nhiên nó là một loại pháp bảo nào đó cực kỳ khủng bố. Khi Vương Lâm tính toán sinh cơ thì hình ảnh xuất hiện cuối cùng chính là tên Lưu Kim Biêu này. Xem ra Vương Lâm đã nắm chắc 10 phần sinh cơ của chính mình có liên quan chặt chẽ đến ngọc bội kia. Lúc này Vương Lâm tiến ra một bước trong cấm chế phong ấn, hắn phóng đến gần vầng hào quanh ngọc bội rồi nâng tay phải lên muốn chụp lấy. Nhưng khoảnh khắc này lại có một ngọn lửa khủng bố từ trong ngọc bội gào thét phóng ra. Xương đen trong ngọc bội lại quay cuồng, một con rết có thân thể cả ngàn trượng phóng ra. Lúc này vì khoảng cách giữa Vương Lâm và ngọc bội quá gần nên khi con rết vừa được huyễn hóa hầu như đã dám chặt lấy người Vương Lâm. Con rết mở rộng miệng phun ra một luồng khói độc, sau đó lại hướng về phía Vương Lâm mà thôn phệ. Đúng lúc này vẻ mặt Lưu Kim Bưu trong ngọc giản trở nên cực kỳ dữ tợn, lão hét lớn: "Ngọc bội, nuốt hắn đi! Hắn là lão quái toái niết, trên người rất nhiều bảo vật và nguyên tinh, nuốt hắn lão phu cũng chẳng cần cái gì, tất cả đều đưa cho ngươi." Khoảnh khắc khi con rết ngàn trượng hung hăng phóng đến thôn phệ, vẻ mặt Vương Lâm vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Với tâm trí của hắn, vì sao lại không để phóng ngọc bội này được? Khoảnh khắc khi con rết ngàn trượng phóng đến bên người, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên rồi há miệng gầm lên một tiếng. Đây không phải là tiếng gào của tu sĩ mà chính là tiếng giống cổ thần. Vương Lâm thân là vương tộc cổ thần đã gần lục tinh. Tiếng gầm này kinh thiên động địa, giống như ngay cả thiên cũng xuất hiện một lỗ thủng. Mặt đất chấn động ầm ầm, rất nhiều ngọn núi ở phương xa ầm ầm tan vỡ, nước trên dòng sông cũng xoay chuyển ngược lại và phát ra những tiếng gầm giống. Tiếng giống của cổ thần phối hợp với tu vi của Vương Lâm cộng với khoảng cách gần như vậy có thể trực tiếp đánh tan cả tu sĩ toái niết, có thể làm cho thân thể tu sĩ toái niết tan vỡ thân thể, có thể làm cho tâm thần tu sĩ toái niết trung kỳ chấn động phun máu tươi và trọng thương. Tiếng gầm này có thể làm cho hai tai tu sĩ toái niết hậu kỳ nổ lên vang vọng, thất khiếu chảy máu, mất đi tất cả cảm ứng. Dù là tu sĩ toái niết đại viên mãn mà ở vào khoảng cách gần thế này cũng sẽ bị thương, bên tai vang lên những tiếng ù ù. Con rết ngàn trượng căn bản chưa kịp thôn phệ thì lập tức kêu thảm. Thân thể nó run rẩy dữ dội giống như có cuồng phong phóng qua, giống như có hàng trăm hàng ngàn vạn cỗ xe ngựa phóng đến ầm ầm. Một tiếng ầm vang lên, thân thể con rết ngàn trượng lập tức tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ rồi tan thành mây khói. Tiếng kêu thảm của con rết trước khi chết vẫn còn đang vang vọng trong thiên địa, đây là âm thanh tuyệt diệt. Sau khi mất đi con rết ngàn trượng, hào quang bùng ra trên ngọc bội lập tức tiêu tán. Nhưng lúc này vẫn còn một luồng sáng dịu nhẹ bùng ra bên ngoài ngọc bội. Khi luồng sáng dịu này bùng ra thì không dung hợp vào tất cả hào quang thiên địa, giống như ngọc bội này không nên hiện ra giữa đất trời, không phải thuộc về thiên địa. Vương Lâm vung một chảo tay phải lên hư không, ngọc bội lập tức rơi vào tay. Khoảnh khắc khi chộp được ngọc bội, trong đầu Vương Lâm lập tức vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Một luồng lực lượng không thể nào hình dung lại điên cuồng từ trong ngọc bội truyền ra rồi phóng thẳng vào trong thân thể. Sau khi lực lượng này vượt qua tất cả rào cản thì hạt châu thiên nghịch và ngọc bội lại soi sáng lẫn nhau. Khoảnh khắc khi hào quang bùng lên chiếu sáng lẫn nhau thì ngọc bội trên tay Vương Lâm lập tức tiêu tán rồi hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này ngọc bội đã hiện ra bên ngoài hạt châu thiên nghịch trong nguyên thần Vương Lâm, Thiên Nghịch khẽ hút, ngọc bội lập tức bị cuốn vào trong. Khoảnh khắc này, hạt châu Thiên Nghịch ầm ầm tan vỡ rồi biến mất trong tâm thần Vương Lâm, giống như chưa từng bao giờ xuất hiện. Nhưng Vương Lâm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, hình như lúc này chính mình đã trở thành Thiên Nghịch. Loại cảm giác này rất mơ hồ nhưng không bao phủ toàn bộ suy nghĩ của Vương Lâm, bởi vì khoảnh khắc khi Thiên Nghịch tiêu tán thì trong đầu hắn lập tức nổ vang, một ký ức không thuộc về hắn đột nhiên xuất hiện. Trong ký ức là một vùng đen kịt, một khối ngọc giản bị chôn giấu trong mặt đất, sau khi trải qua vài ngàn năm cũng không xảy ra bất kỳ biến hóa gì. Cho đến một ngày, bùn đất che phủ lên miếng ngọc bội chợt rung chuyển, có 8 con rết nhỏ phá đất chui đến rồi dừng lại bên cạnh ngọc bội. Lúc này giống như những con rết bị lực lượng trên ngọc bội mở ra thần trí, chúng nó ở lại hấp thu khí tức ngọc bội. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau rất nhiều năm tháng, 8 con rết liên tục hấp thu khí tức ngọc bội. Trên người chúng dần xuất hiện khí tức của người tu đạo. Vào một ngày, thân thể 8 con rết run lên rồi đồng loạt tử vong. Nhưng nguyên thần của chúng lại chui vào bên trong ngọc bội rồi chậm rãi hóa thành khí linh. Nhưng khí linh này lại được hình thành bên ngoài nên không thể có lực lượng để điều khiển ngọc bội một cách toàn diện. Những gì khí linh thi triển được chỉ là một trong cả ngàn. Lại vài vạn năm trôi qua, mặt đất lại rung lên, núi sông thay đổi, ngọc bội vốn bị chôn giấu rất sâu trong mặt đất lại có một góc thò ra ngoài. Một lão già mặt mũi bầm tím, gương mặt bùng lên vẻ sợ hãi đang nhanh chóng bỏ chạy. Sau lưng còn mơ hồ truyền đến những tiếng mắng chửi vô tận, tiếng chửi bới kẻ lừa đảo. Khi lão già bỏ chạy, hình như vết thương phát tác, lão phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này lại vô tình rơi lên một góc ngọc bội lộ ra ngoài mặt đất. Lúc này ngọc bội bùng lên hào quang làm lão già đang bỏ chạy chợt phát hiện ra. Lão già cầm lấy ngọc bội nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục bỏ chạy. Vương Lâm phục hồi tinh thần trở lại, tất cả mọi thứ nói thì rất chậm nhưng thực tế thì chỉ xảy ra trong nửa hơi thở. Người ngoài không thể nào nhìn ra đầu mối. Lưu Kim Biêu ngơ ngác nhìn qua Vương Lâm, lão tận mắt nhìn thấy ngọc bội biến mất trên tay người kia một cách quỷ dị. Tâm thần Lưu Kim Biêu cảm thấy đau đớn, cảm ứng của lão và ngọc bội đã bị cắt đứt. Nhưng nếu so với tính mạng thì ngọc bội kia căn bản chẳng là gì cả. Trong mắt Lưu Kim Biêu bùng lên vẻ hoảng sợ, lão vội vàng quỳ gối rồi kêu lên: "Tiền bối tha mạng, vãn bối cả đời chưa từng sát sinh, chỉ là vô tình đi lừa gạt và hù dọa người khác kiếm chút tài vật mà thôi, tội không đáng chết." "Tội không đáng chết đâu thưa tiền bối, kính xin tiền bối tha cho vãn bối lần này, vãn bối nhất định sẽ cải tà quy chánh, từ nay về sau cố gắng làm người tốt, tuyệt đối không đi lừa đảo nữa." Lão già Lưu Kim Biêu này liên tục dập đầu, rõ ràng đã bị Vương Lâm dọa cho sợ gần chết, vẻ mặt tái nhợt và liên tục cầu xin. Ngọc bội quá sức kinh người, chẳng qua chỉ là 8 con rết bình thường mà có thể luyện hóa so sánh được với tu sĩ có tu vi toái nhất. Tên Lưu Kim Biêu này dùng ngọc bội tung hoành vân hải, đã đi lừa gạt rất nhiều người, chưa từng bị ai phát hiện ra. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn không muốn nghe những lời lải nhải của Lưu Kim Biêu mà trực tiếp vung tay áo lên, lập tức ném người này vào không gian trữ vật. Thật ra tội của người này cũng không đáng chết, hắn đi lừa gạt nhiều năm cũng không liên quan đến Vương Lâm ta. Nhưng vì đã lừa gạt cả Quy Nguyên Tông nên chắc chắn phải chịu trừng phạt. "Hứa Lập Quốc, ngươi gần đây cứ kêu gào buồn chán, người này ta giao cho ngươi, nhớ dạy bảo hắn cho tốt." Thần niệm của Vương Lâm truyền lên người Hứa Lập Quốc trong túi trữ vật, tên này đã rất nhiều năm rồi chưa được ra ngoài. Hứa Lập Quốc vốn cực kỳ uể oải, trăm năm qua liên tục chửi bới, hoài niệm đến một thế giới tốt đẹp. Đặc biệt là thường xuyên nhớ tới khoảng thời gian trên La Thiên Tinh vực, hắn rất mong muốn được trải qua một lần nữa. Đang buồn chán đột nhiên nghe Vương Lâm truyền đến thần niệm, lại nhìn thấy Lưu Kim Biêu rơi vào trong không gian trữ vật. Hứa Lập Quốc lập tức chấn động tinh thần, hai mắt bùng ra những luồng hào quang hưng phấn, hầu như vì quá hưng phấn mà gầm giống: "Chủ nhân yên tâm, ha ha, ta nhất định sẽ dạy bảo tên đuôi mù này thật tốt, phải làm cho hắn biết Hứa Lập Quốc lợi hại thế nào." Hứa Lập Quốc hưng phấn xoa xoa hai tay, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, chậm rãi tiến đến gần bên lão già Lưu Kim Biêu. Khi lão già Lưu Kim Biêu liên tục sợ hãi thì hào quang trong mắt Hứa Lập Quốc càng bùng lên dữ dội. "Hứa gia gia đã buồn chán quá nhiều năm, đã nhiều năm lắm rồi. Hôm nay cuối cùng trời xanh cũng mở mắt để lão tiểu tử ngươi đắc tội với sát tinh kia, tốt, đắc tội rất tốt." Hứa Lập Quốc vừa cười vừa phóng tới, nhưng tiếng cười kia dù nghe thế nào cũng có chút mùi vị dâm tà. Vương Lâm đang đứng giữa không trung, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Hắn thôi diễn tìm ra một con đường sống mà cái quan trọng nhất chính là ngọc giản của Lưu Kim Biêu. Nhưng lúc này ngọc giản lại biến mất một cách quỷ dị, hơn nữa hạt châu Thiên Nghịch cũng biến mất theo. Biến đổi này làm cho Vương Lâm bất ngờ, hơn nữa cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn mơ hồ sinh ra ý nghĩ bất an. Con đường sống được thôi diễn ra có liên quan đến ngọc bội, nhưng lúc này ngọc bội và Thiên Nghịch đều biến mất, vậy sao mà hóa giải được? Vương Lâm cau mày, thân thể hắn lóe lên rồi tiến về Quy Nguyên Tông. Đám người Lữ Yên Phỉ đang đợi Vương Lâm trong Quy Nguyên Tông, sau khi thấy Vương Lâm thì bọn họ lập tức kêu lên cung kính. Nhưng trong lòng Vương Lâm lúc này đang bùng lên những con sóng dữ, hắn chỉ khẽ gật đầu. Ngọc giản Lưu Kim Biêu đưa đến Quy Nguyên Tông lúc này đã trở thành vật tầm thường, cũng không còn bùng ra khí tức toái nhất. Ngọc giản này thực tế lại rất đơn giản, Lưu Kim Biêu thông qua con rết trong ngọc bội để làm ra chúng. Sau khi hoàn toàn xác định ngọc giản có tu vi toái nhất, lão sử dụng nó mới không lộ ra sơ hở. Lúc này 8 con rết đều đã chết sạch, khí tức này cũng tiêu tán, ngọc giản trở thành vật cực kỳ tầm thường. Sư thúc tổ, lúc này toàn bộ Quy Nguyên Tông đã thu xếp xong, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lữ Yên Phỉ nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ nói. Vương Lâm trầm tư, hắn nhìn thoáng qua Quy Nguyên Tông, nơi đây hắn có chút cảm tình. Hắn đã ở đây khi vượt qua khoảng thời gian đầu tiên khi đến Vân Hải, cũng có một thân phận trong Vân Hải. Các ngươi cứ đi trước, ta còn có việc phải xử lý. Sau này nếu có cơ hội ta nhất định sẽ đi đến tinh vực cấp 7 tìm các ngươi. Vương Lâm trở nên trầm tư rồi chậm rãi mở miệng. Trong mắt Lữ Yên Phỉ bùng lên vẻ mất mát, nhưng nàng cũng biết với tu vi của Vương Lâm thì không thể dừng lại lâu ở một môn phái nho nhỏ như Quy Nguyên Tông, tất nhiên hắn phải đi. Nhưng nàng cũng không ngờ hắn lại đi nhanh như vậy. Lữ Yên Phỉ cắn môi dưới, nàng khẽ khom người về phía Vương Lâm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lời nói lại không thể ra khỏi miệng mà hóa thành thở dài sâu kín. Nàng mang tất cả đệ tử tông phái Quy Nguyên Tông bước vào trong trận pháp rồi rời khỏi đây. Trước khi đi mỗi người đệ tử Quy Nguyên Tông đều hướng về phía Vương Lâm cúi đầu. Nhìn tất cả đệ tử Quy Nguyên Tông rời đi, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Hắn khoanh chân ngồi trên quảng trường rộng rãi không một bóng người của Quy Nguyên Tông. Lúc này hắn nhìn bầu trời, trong mắt bùng lên hàn quang. Ta thôi diễn ra tất cả mọi đường, kết quả vẫn chỉ là cái chết. Dù có đi theo Quy Nguyên Tông đến tinh vực cấp 7 hay bỏ đi ngay bây giờ cũng không thể trốn thoát. Vương Lâm ta cả đời nghịch tu, hiện tại lại rơi vào tình cảnh này, dù liều mạng cũng phải tìm ra một con đường. Đệ Tam Bộ rất khủng bố, nếu lần này thoát khỏi kiếp nạn thì sớm muộn cũng có một ngày Đệ Tam Bộ cũng phải cúi đầu trước mặt ta. Hàn ý trong mắt Vương Lâm ngày càng đậm. Tay phải Vương Lâm được vung lên, khe nứt chữ vật xuất hiện, bên trong bay ra hai thanh đoản kiếm đã nhiễm thành màu đen. Hai thanh kiếm này chính là vật trong thế giới bảy màu, trên mặt kiếm có phong ấn mà hắn vẫn không thể phá giải được. Nguy cơ lần này tiến đến, hắn bắt buộc phải cưỡng chế mở ra phong ấn, vì chính mình mà liều mạng tăng thêm chút lực lượng. Khi Vương Lâm chuẩn bị tiến vào sinh tử kiếp thì ở tinh vực cấp 9. Trong Phá Thiên Tông, Lý Thiến Mai đang bị 3 vị trưởng lão vây trong trận pháp không thể đi ra ngoài. Lúc này nàng nhìn về phía Sư Tôn rồi khẽ nói, ngài không cho Lý Thiến Mai bỏ đi, có thể nói cho Lý Thiến Mai biết nguyên nhân không? Sư Tôn Lý Thiến Mai, tông chủ Phá Thiên Tông trở nên trầm tư, lão không nói gì giống như đã biến mất tất cả sinh cơ, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Sư Tôn, từ nhỏ Lý Thiến Mai đã ở bên cạnh người, người dạy Lý Thiến Mai tu đạo, để Thiến Mai đạt đến tu vi hôm nay. Hiện nay chiến trường Yêu Tông đang khốc liệt, Thiến Mai cũng không có yêu cầu gì cả, chỉ muốn quay về chiến trường mà thôi. Lý Thiến Mai cúi đầu, nàng khẽ mở miệng nói. Vi sư đã truyền ngọc giản đến khe nứt Yêu Tông, 3 tháng sau ngươi có thể đến đó, không cần nóng lòng nhất thời. Sư Tôn Lý Thiến Mai trầm tư một lát rồi mở miệng dùng giọng khàn khàn nói. Hai mắt Lý Thiến Mai trở nên ngưng tụ, nàng nhìn về Sư Tôn nhưng tâm thần lại chấn động. Nàng đã nghĩ mãi mà không thể biết được vì sao Sư Tôn lại làm như vậy, mà lại điều động 3 vị trưởng lão trừng phạt nàng. Mục đích 3 vị trưởng lão đến đây rõ ràng không phải chỉ để phong ấn mình, dù sao với tu vi của mình cũng chưa đủ để Sư Tôn phải điều động 3 vị trưởng lão. 3 vị trưởng lão này rõ ràng đến đây với mục đích giám sát và làm chứng, thứ bọn họ cần giám thị chính là. Vẻ mặt Lý Thiến Mai lập tức trở nên tái nhợt, nàng đã phân tích ra, 3 người trưởng lão đến đây giám thị, không phải mình mà chính là Sư Tôn. Vô Lý Thiến Mai còn cho rằng Sư Tôn làm như vậy bởi vì mình dám cưỡng chế rời khỏi vị trí ở Yêu Tông. Nhưng lúc này Sư Tôn lại cho mình 3 tháng sẽ được trở về Yêu Tông, rõ ràng chuyện trước mắt không liên quan đến Yêu Tông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Sư Tôn lại làm như vậy? Lý Thiến Mai mơ hồ cảm thấy trái tim đập lên thật mạnh. Nàng không phải đang lo lắng cho mình, mà trong lòng nàng không hiểu tại sao lại hiện lên hình bóng Vương Lâm. Sư Tôn, rốt cuộc Lý Thiến Mai đã làm ra chuyện gì mà người phải giam giữ Thiến Mai lại 3 tháng? Lý Thiến Mai ngẩng đầu lên, trong mắt nàng bùng ra vẻ kiên định, nàng nhìn về phía Sư Tôn. Sư Tôn Lý Thiến Mai thầm than một tiếng, lão nhìn về phía đệ tử mình coi trọng nhất. Trong mắt lộ ra vẻ hiền từ và phức tạp, một lúc lâu sau lão mới chậm rãi nói. Ngươi! Sư Tôn Lý Thiến Mai còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, khoảnh khắc khi một chữ được nói ra thì một trong số 3 vị trưởng lão kia lập tức ôm quyền nói. Kính xin tông chủ nghĩ lại. Ta biết rồi. Gương mặt Sư Tôn Lý Thiến Mai, tông chủ Phá Thiên Tông trở nên cực kỳ lạnh lẽo, lão quét mắt nhìn sang 3 vị trưởng lão rồi nói. Lý Thiến Mai, ngươi có quen biết một người tên là Lữ Tử Hạo? Ánh mắt tông chủ Phá Thiên Tông chuyển lên người Lý Thiến Mai, vẻ mặt Lý Thiến Mai vẫn bình tĩnh, nhưng tâm thần lại ầm ầm chuyển động, lại bùng lên những con sóng cao ngất trời. Thiến Mai biết người này vì năm xưa Sư Tôn từng để Lý Thiến Mai đến tinh vực cấp 5 tìm kiếm di vật và ngọc giản của Tư Mã sư huynh, trên đường đi Thiến Mai đã gặp Lữ Tử Hạo. Đây chính là nguyên nhân ta giam ngươi 3 tháng. Tông chủ Phá Thiên Tông nhìn thật sâu vào trong mắt Lý Thiến Mai, lão dùng giọng chậm rãi nói. Lý Thiến Mai trầm tư nhưng một luồng lực lượng lại dần bùng lên bao phủ thân thể mềm mại. Nàng vì Vương Lâm mà có thể rời khỏi chiến trường Yêu Tông, hiện nay nghe lời Sư Tôn nói ra, với tâm trí của nàng thì lập tức cảm nhận được nguy cơ sinh tử đang bao phủ 4 phía Vương Lâm. Nguy cơ này cực kỳ khủng bố, ngay cả Sư Tôn cũng không thể xoay chuyển được, chỉ có thể triệu hồi chính mình về tông phái. Nhìn thì có vẻ giống vây khốn nhưng thực tế chính là bảo vệ mình. Sau khi trầm tư, vẻ mặt Lý Thiến Mai dần trở nên yên tĩnh nhưng tâm thần lại được bao phủ trong luồng cảm giác cay đắng và kiên quyết, nàng chậm rãi đứng lên. Khoảnh khắc khi Lý Thiến Mai đứng thẳng người lên, vẻ mặt ba vị trưởng lão bên ngoài trận pháp lập tức trở nên lạnh lùng như băng, một người trong số đó quát lên: "Lý Thiến Mai, ngươi muốn làm gì?" "Sư tôn, từ nhỏ Lý Thiến Mai đã là một cô gái mồ côi được ngài nuôi lớn, được hưởng tình thương của ngài, được ngài dạy bảo thành người. Ngài truyền cho Thiến Mai đạo lý, tuy là sư tôn nhưng trong lòng Lý Thiến Mai đã thầm coi ngài là cha." Giọng nói Lý Thiến Mai bình tĩnh nhưng trong mắt lại bùng lên luồng sáng chân thành. Nàng nhìn về phía sư tôn rồi chậm rãi quỳ trên mặt đất khẽ dập đầu. "Sư tôn, công ơn nuôi dưỡng này nếu kiếp sau Thiến Mai dù muôn ngàn lần chết cũng nhất định phải báo đáp." Tâm thần sư tôn Lý Thiến Mai chấn động, lão nhìn Lý Thiến Mai mà vẻ mặt càng trở nên phức tạp. Lão đã nuôi lớn Lý Thiến Mai, cũng rất hiểu tâm tình của đứa đệ tử này. Ngài dạy bảo Thiến Mai tu đạo, giúp Thiến Mai luyện đan, Thiến Mai chỉ mất ngàn năm đã đạt đến tu vi toái niết. Thiến Mai biết ngài đã vì con mà sử dụng rất nhiều dược liệu trong tông phái, làm cho một vài vị trưởng lão mang lòng bất mãn. Có những lời nói không đúng với ngài. Sư tôn, ân tình này Lý Thiến Mai sẽ mãi không bao giờ quên, kiếp sau dù làm trâu ngựa cũng sẽ báo đáp. Lý Thiến Mai dập đầu lần thứ hai, ơn nghĩa của sư tôn với nàng đúng là cả đời không thể nào quên. Thiến Mai cũng biết vì màu tóc mà các trưởng lão hoài nghi mình là người dị tộc, từng có người nói Thiến Mai không cùng tộc. Những người có dị tâm sẽ vì Thiến Mai mà bất mãn với ngài vì hao tốn quá nhiều đan dược tông phái, thậm chí bất mãn vì ngài truyền đạo cho Thiến Mai. Nhưng ngài không để ý đến tất cả, vẫn ôn hòa như một người cha với Thiến Mai. Cũng vì Thiến Mai mà tiêu hao rất nhiều nguyên lực bản thân giúp luyện hóa đan dược, vì mục đích củng cố nền móng. Ơn nghĩa này, ngài nói xem Thiến Mai phải báo đáp thế nào. Trong mắt Lý Thiến Mai chảy xuống dòng lệ trong suốt, cả đời nàng rất ít khi khóc. Dù tuổi thơ bị người khác chế nhạo, dù đất trời bao la giống như chỉ có chính mình cô độc cũng rất ít khi chảy nước mắt. Nhưng lúc này nàng lại khóc. Lý Thiến Mai vừa khóc vừa hướng về phía sư tôn dập đầu 3 lần. Những ân đức này, sư tôn, Thiến Mai dù chết cũng mãi mãi không bao giờ quên. Nhưng hôm nay, Thiến Mai muốn bỏ đi. Lý Thiến Mai ngẩng đầu lên, nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống, sư tôn trong lòng nàng giống như một người cha. Hắn đáng để ngươi phải đi sao? Sư tôn Lý Thiến Mai nhìn qua người con gái chính mình nuôi dưỡng khôn lớn, trong lòng lão thực ra cũng đã với đối phương giống như con gái mình. Hình bóng huynh ấy đã khắc sâu trong lòng Thiến Mai, không người nào có thể thay thế được. Đệ tử cũng không biết mình có cảm tình gì với hắn, nói không rõ. Nhưng sau thời gian 100 năm, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà hình bóng của huynh ấy vẫn tồn tại. Giống như kiếp trước Thiến Mai là cá dưới mặt nước, mà huynh ấy chính là chim trên bầu trời, Thiến Mai không biết. Thậm chí đệ tử cũng biết, trong lòng huynh ấy mãi mãi sẽ không tiếp nhận thêm người phụ nữ nào khác. Nhưng tất cả cũng không thể nhận xét xem đáng làm vậy hay không. Thiến Mai chỉ biết, nếu chính mình bỏ mặc tất cả, nếu không đi thì cả đời này sẽ không còn gì sung sướng. Giọng nói Lý Thiến Mai rất khẽ, trong lời nói hình như thấm đẫm nước mắt. Sư tôn Lý Thiến Mai trở nên trầm tư, một lúc lâu sau lão khẽ mở miệng rồi chậm rãi nói: "Đại hội tông phái cấp 8 lần này đã bị Thần Tông hủy bỏ." Một câu nói này đã làm thân thể Lý Thiến Mai chấn động, nàng thân là đệ tử tinh vực cấp 9 tất nhiên hiểu kẻ có thể hủy bỏ đại hội phân tông cấp 8 chỉ có Thần Tông. Nhiều năm trước người Thần Tông đã điều tra Lữ Tử Hạo, cho đến khi hắn xuất hiện. "Người muốn đi sao?" Sư tôn Lý Thiến Mai khẽ nói. Lúc này vẻ cay đắng trên mặt Lý Thiến Mai lại càng đậm nhưng cũng cực kỳ kiên định. Nàng nhìn qua sư tôn rồi gật đầu. Thiến Mai muốn đi. Nếu là người tầm thường trong Thần Tông sẽ không thể hủy bỏ đại hội phân tông cấp 8 lần này. Mệnh lệnh này chỉ có thể do đại trưởng lão Thần Tông là Thủy Đạo Tử đưa ra. Với tu vi của ngươi, dù toàn bộ tu sĩ Phá Thiên Tông gom lại một chỗ cũng vô dụng. Sư tôn Lý Thiến Mai khẽ nhắm hai mắt lại. Lý Thiến Mai cắn môi dưới ứa máu, nàng cảm thấy cực kỳ cay đắng. Nhưng vẻ kiên định trong ánh mắt lại càng nồng đậm, càng ngày càng nhiều. Đệ tử biết không làm được gì nhưng nhất định phải đi. Sư tôn, ngươi cho Thiến Mai đi, Thiến Mai bắt buộc phải đi. Vì ta biết được tính tình ngươi, nên sau khi biết chuyện này mới lập tức gọi về, việc này đừng nhắc lại nữa. Ngươi cứ ở đây bế quan 3 tháng, 3 tháng sau thích đi đâu thì đi. Sư tôn Lý Thiến Mai mở bừng mắt, giống như đã chính thức quyết định. Vẻ cay đắng trên gương mắt Lý Thiến Mai càng trở nên đậm đặc, con ngươi nàng giống như đã mất đi tất cả thần thái. Một cơn đau đớn kịch liệt từ tận sâu trong tâm thần truyền ra. Luồng cảm giác đau đớn này bùng ra ngoài hư không giống như muốn bao phủ toàn thân nàng. Thân thể Lý Thiến Mai đột nhiên trở nên nhẹ bỗng, nàng vô thức lui ra phía sau vài bước rồi phun ra một ngụm máu tươi rơi trên mặt đất. Vẻ mặt nàng cũng trở nên tái nhợt. Nhìn thấy Lý Thiến Mai phun ra máu tươi, vẻ kiên định trong mắt sư tôn lập tức tan vỡ, lộ ra vẻ phức tạp. Sư tôn, người có thể không cho đệ tử đi, nhưng không thể ngăn đệ tử tiêu đạo. Lý Thiến Mai khẽ cúi đầu, giọng nói của nàng rất khẽ, nhưng hai mắt bùng lên hào quang quyết liệt. Ngươi! Hai mắt sư tôn Lý Thiến Mai lóe lên, lão nhanh chóng nâng tay phải rồi điểm về phía trước. một luồng ấn ký lập tức rơi lên trận pháp, trực tiếp khắc sâu lên người Lý Thiến Mai, làm tất cả nguyên lực hỗn loạn sắp bùng nổ bị áp chế xuống. Trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra nụ cười thê thảm, nàng ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính vết máu. Nàng nhìn về phía sư tôn rồi khẽ nói: "Sư tôn, lúc này người có thể ngăn cản Thiến Mai, có thể ngăn cản Thiến Mai 3 tháng nhưng không thể ngăn được cả đời. Huynh ấy còn chưa trả lời rõ ràng cho Thiến Mai vấn đề thứ ba, dù huynh ấy chết thì Thiến Mai cũng muốn đi theo. Chờ huynh ấy trả lời vấn đề thứ ba, khi còn bé người đã từng dạy Thiến Mai, con người sống cả đời cũng đôi khi phải cố chấp. Cần phải tự tìm cho chính mình lòng can đảm, cần có dũng khí để vùng vẫy. Tu sĩ nếu không cố chấp sẽ chẳng tu đến đại đạo." Vẻ mặt sư tôn Lý Thiến Mai cực kỳ âm trầm, trong đó cũng lộ ra vẻ thống khổ. Lão biết rõ tính cách đứa đệ tử này nhưng cũng không ngờ Thiến Mai lại dùng phương pháp tiêu đạo để chống đối. Đúng, lão có thể ngăn cản nàng vào lúc này, có thể ngăn cản được 3 tháng, nhưng quả thật không thể ngăn cản được cả đời. Ngươi đã nghĩ thông chưa? Sư tôn Lý Thiến Mai trở nên trầm tư một lúc lâu, giọng nói của lão dần trở nên lạnh lẽo. Đệ tử đã nghĩ kỹ, xin cho Thiến Mai rời đi. Lý Thiến Mai dùng ánh mắt đau khổ nhìn về phía sư tôn. Một khi bước ra khỏi trận pháp, ngươi sẽ không còn là đệ tử Phá Thiên Tông, cũng không còn là đệ tử của ta. Từ nay về sau cũng đừng gọi ta là sư tôn, vì khi ngươi bước đi sẽ giống như chưa từng có sư tôn. Ngươi phải biết tự lo lắng cho chính mình. Sư tôn Lý Thiến Mai vung tay áo lên, trận pháp đang bao quanh nàng lập tức tan vỡ, hóa thành một lực trùng kích tản ra khắp bốn phía. Lúc này trận pháp đã hoàn toàn mở ra. Vẻ mặt ba vị trưởng lão Phá Thiên Tông chấp hành hình phạt đột nhiên có biến đổi lớn, một người trong số đó khẽ quát: "Tông chủ, người có ý gì?" Sư tôn Lý Thiến Mai ngẩng đầu lên thật mạnh, một tiếng gầm nhẹ vang lên kèm theo cả tiếng gió gào thét. Một luồng khí tức vượt qua thiên nhân đệ tam suy điên cuồng bùng ra rồi quét về phía ba vị trưởng lão. Đám người kia lập tức phun ra máu tươi, thân thể bị đánh văng. "Lý Thiến Mai, vi sư tôn trọng sự lựa chọn của ngươi." Sư tôn Lý Thiến Mai chuyển lên người cô gái trong trận pháp, giọng nói của lão rất bình tĩnh nhưng khi vang lên bên tai Lý Thiến Mai lại hơi run rẩy. Lý Thiến Mai dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía sư tôn, cảm giác trống rỗng trong lòng đã càng đậm làm tâm thần nàng sinh ra cảm giác đau đớn khôn cùng. Phá Thiên Tông chính là mái nhà của nàng, sư tôn là cha của nàng, nhưng lúc này nàng lại phải lựa chọn. Bầu không khí bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh, trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra vẻ thê thảm. Nàng cúi đầu xuống rồi quỳ phục xuống đất, nàng dập đầu 6 lần. Sư tôn nhìn về phía Lý Thiến Mai, trong mắt lão bùng lên vẻ thương tiếc. "Ngươi đi đi." Sư tôn Lý Thiến Mai khẽ quay đầu, lão nhìn lên bầu trời, trong lòng lão giống như bị xé toạc ra. Lý Thiến Mai không nói, nàng ngơ ngác nhìn về phía sư tôn thật lâu, nước mắt liên tục chảy xuống. Cuối cùng nàng xoay người hóa thành một luồng cầu vồng bay về phía hư vô mờ mịt. Đã không còn nhà để về. Vẻ mờ mịt trong mắt Lý Thiến Mai ngày càng đậm. Khi Lý Thiến Mai đã bỏ đi xa, sư tôn nàng khẽ nhắm mắt lại, trong lòng lão vừa đau đớn vừa vắng lặng. "Tông chủ, Lý Thiến Mai đắc tội Thủy Đạo Tử tiền bối, nếu Thần Tông nổi giận thì Phá Thiên Tông chúng ta sao có thể chịu đựng được. Việc này cần phải báo cho Thần Tông, một khi Thần Tông tức giận thì ngươi sẽ trả giá vì chuyện này." Một người trưởng lão bị hất văng ra phương xa lại mở miệng nói: "Cút hết đi." Sư tôn Lý Thiến Mai xoay người lại thật mạnh rồi hướng về phía đám trưởng lão kia gầm lên. Lúc này tu vi thiên nhân suy kiếp lập tức bùng phát, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, nhóm trưởng lão liên tục phun ra máu tươi. Thân thể liên tục lui ra phía sau giống như diều đứt dây. Khoảnh khắc này thân thể đám người đột nhiên tan vỡ, nguyên thần gào thét bỏ chạy về phương xa. 10 vạn 8 ngàn năm trước Phá Thiên Tông đã là nô tài của Thần Tông, ngay cả các ngươi tu thần tính cũng hoàn toàn là nô dịch, cũng sợ hãi Thần Tông. Nếu Lý Thiến Mai trêu chọc Thủy Đạo Tử, tất cả trách nhiệm sẽ do một mình lão phu gánh chịu. Sư tôn Lý Thiến Mai hất tay áo lên, thân thể chợt lóe lên rồi biến mất giữa trời đất. Chỉ còn giọng nói của lão như tiếng sấm động vang vọng khắp Phá Thiên Tông, âm thanh này tuy mạnh nhưng không thể phá tan sự kinh hoàng của đám tu sĩ Phá Thiên Tông bị Thần Tông nô dịch vài ngàn năm. Tình cảnh nô dịch này tràn ngập đạo tâm, nô dịch tâm thần tu sĩ. Nhưng trong Vân Hải Tinh vực bị sương mù bao phủ nồng nặc có mấy người nhìn thấu vấn đề này chứ? Tất cả mọi chuyện Lý Thiến Mai đã làm, dù rời khỏi chiến trường Yêu Tông hay quyết định lần này thì Vương Lâm cũng không thể biết được. Lúc này Lý Thiến Mai đã giống như một cô gái không nhà, nàng mang theo cảm giác mù mịt phóng về tinh vực cấp 5. Lý Thiến Mai vốn là một cô gái cô độc, thời thơ ấu chính là một cô nhi, cũng vì mái tóc màu xanh mà không được sung sướng. Nhưng nàng vẫn kiên cường, vẫn yên lặng, vẫn quyết định đi đến tận cùng. Nhưng lúc này nàng đã mất đi mái nhà giống như sa chân vào hố sâu không đáy, cảm giác cô độc bao phủ tâm thần. Thân thể mềm mại của nàng cực kỳ hiu quạnh giống như được gió thổi qua đưa đi, dù nàng đến đâu cũng không thể tránh khỏi sinh tử kiếp. Khoảnh khắc này trong Quy Nguyên Tông trên tinh vực cấp 5, hai thanh đoản kiếm đang bay bổng trước mặt Vương Lâm. Trên thân kiếm bùng lên hào quang nhưng lại lập tức tối sầm. Lúc này hai luồng kiếm quang giao thoa vào nhau rồi mơ hồ huyễn hóa ra ngàn vạn bóng kiếm. Tất cả giao thoa xung quanh người hắn tạo thành một vòng xoáy kiếm quang xoay chuyển cả thiên địa. Khi Vương Lâm liên tục tế luyện để phá vỡ phong ấn thì hai thanh kiếm cực kỳ khủng bố trong thế giới bảy màu lại chậm rãi bùng ra toàn bộ uy lực. Khi thời gian chậm rãi trôi qua, những bóng kiếm đen trắng bên ngoài thân thể Vương Lâm ngày càng nhiều. 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn, 30 vạn, 50 vạn, cho đến 100 vạn. Lúc này 100 vạn bóng kiếm đen trắng tạo thành một luồng gió kiếm trong thiên địa, truyền ra những tiếng kiếm rít kinh thiên động địa. Tiếng kiếm rít này chấn động thiên địa giống như hóa thành một con rồng kiếm khí muốn phá vỡ cả trời xanh. Kiếm khi bùng lên làm thiên địa được bao phủ trong một mảng sát khí cực đậm, sát khí này cực kỳ lạnh lẽo giống như kiếm. Hình bóng Vương Lâm đã bắt đầu mơ hồ trong kiếm khí, căn bản không thể thấy rõ thân thể, bốn phía xung quanh hắn đều bao phủ trong kiếm khí vô tận. Không ngờ sau khi cưỡng chế mở ra 4 trong số 9 luồng phong ấn trên hai thanh kiếm lại huyễn hóa ra 100 vạn kiếm ảnh. Vương Lâm đang khoanh chân ngồi đột nhiên mở bừng hai mắt, bên trong lộ ra những luồng sáng rực rỡ. Ánh nắng mặt trời giống như dung hợp với kiếm khí rồi hóa thành những luồng kiếm quang cực kỳ sắc bén trong thiên địa. Khoảnh khắc khi Vương Lâm mở hai mắt ra, ngay cả kiếm khí khắp bốn phía cũng ngừng hẳn lại giống như không thể chịu nổi. Giống như một con mãnh thú thời viễn cổ muốn phóng từ trong kiếm khí ra ngoài. Mới 4 luồng phong ấn đã có uy lực như vậy, ta đã xem thường hai thanh kiếm này rồi. Nếu đã như vậy, với tu vi của ta vẫn còn cưỡng chế mở ra được vài luồng phong ấn nữa, phải làm cho kẻ muốn giết ta biết được, Vương Lâm ta tuyệt đối không phải loại người muốn giết là giết. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, tay phải hắn bấm pháp quyết rồi đột nhiên điểm về phía trước, chỉ về phía hai thanh đoản kiếm. Hai thanh đoản kiếm một đen một trắng lập tức phát ra những tiếng kêu kinh thiên động địa, âm thanh này giống như rồng gầm, giống như hai con cự long viễn cổ đang ngửa mặt lên trời gầm giống. Khoảnh khắc khi hai thanh đoản kiếm khẽ động, mũi kiếm đã chỉ thẳng về phía Vương Lâm giống như muốn cắn trả. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa thành trên mi tâm lập tức lóe lên. Sau khi xoay tròn thì trong thiên địa được bao phủ trong một luồng quy tắc mới. Lúc này những tiếng sấm động trở nên vang vọng rồi hóa thành hàng loạt lôi cầu ầm ầm ngưng tụ lại. Khoảnh khắc này bên ngoài hai thanh kiếm kia đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa lam sắc, cũng có một luồng chiến ý cuồn cuộn tuôn ra. Phong ấn thứ 5, vỡ cho ta. Vương Lâm quát khẽ một tiếng rồi tay phải vung về phía trước, những âm thanh ầm ầm từ trong hai thanh đoản kiếm vang vọng thiên địa. Khoảnh khắc này trên bề mặt hai thanh kiếm đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt, sau đó lại nổ ầm một tiếng rồi bùng ra trước mặt Vương Lâm. Rõ ràng là hai thanh đoản kiếm nhưng lúc này chỉ còn có thể dùng hai từ chủy thủ để miêu tả, bộ dạng của chúng đã thu nhỏ lại rất nhiều. Khoảnh khắc này những luồng kiếm khí bên ngoài hai thanh chủy thủ và đang bao phủ bốn phía Vương Lâm lại tăng lên ầm ầm, 100 vạn, 150 vạn, 200 vạn, cho đến khi đạt đến số lượng 500 vạn. 500 vạn luồng kiếm khí gào thét, khi chuyển động thì che đậy cả bầu trời, bao phủ khắp Mạc La đại lục. Dù đứng ngoài tinh không cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức khủng bố trên Mạc La đại lục đủ để hủy thiên diệt địa. Càng kinh người chính là trong 500 vạn luồng kiếm khí đều có ẩn chứa lực lượng sấm sét, còn có cả lửa. Có một luồng chiến ý tràn ngập giống như nếu không được điều khiển thì sẽ đánh thẳng vào thiên địa. 5 đạo phong ấn đã có 500 vạn luồng kiếm khí huyễn hóa ra, tốt. Ta sẽ giúp ngươi một tay, để hai thanh chủy thủ này tế luyện trong máu huyết cổ thần, để phá vỡ tất cả phong ấn còn lại. Hai mắt Vương Lâm chợt bùng lên tinh quang, hai tay bấm pháp quyết điểm lên mi tâm, vẻ mặt hắn lập tức trở nên đỏ hồng. Toàn thân Vương Lâm tràn ngập sinh cơ, máu huyết cổ thần có thể phá vỡ tất cả thuật tà ma trong thiên địa được hắn bức bách ra một ngụm. Lúc này máu huyết cổ thần đang ẩn giấu trên đầu lưỡi Vương Lâm rồi trực tiếp được phun ra hóa thành làn sương máu bao phủ bên trên hai thanh đoản kiếm. Khoảnh khắc khi Vương Lâm phun máu tươi ra, trong làn sương máu lập tức xuất hiện hình ảnh huyễn hóa của cổ thần. Hình ảnh cổ thần này lập tức một phân thành hai, sau đó đồng thời dung nhập vào trong hai thanh đoản kiếm khác nhau. Khoảnh khắc này hai thanh đoản kiếm lại bùng lên những âm thanh tan vỡ ầm ầm, đoản kiếm tiếp tục tan vỡ, cuối cùng tan vỡ 2 lần. Dưới những tiếng nổ ầm ầm, luồng kiếm khí bao phủ Mạc La đại lục lập tức tăng mạnh một cách điên cuồng, 500 vạn, 600 vạn, 700 vạn, 800 vạn, 900 vạn. Cuối cùng bên ngoài thân thể Vương Lâm có 999 vạn 9.999 luồng kiếm khí, chỉ thiếu một luồng kiếm khí nữa là có thể làm cho thiên địa tan vỡ. Phong ấn chỉ có thể mở ra được 7 luồng, đáng tiếc là 2 luồng cuối cùng với tu vi của ta thì không thể phá vỡ trong khoảng thời gian ngắn được. Nếu không thì với bộ dạng của hai thanh chủy thủ, hình như chỉ cần luồng phong ấn thứ 8 được mở ra có thể hóa thành ngàn vạn, chỉ kém một chút nhưng lại khác biệt rất lớn. Vương Lâm trở nên trầm tư, mơ hồ có vẻ suy nghĩ. Không sao, dù ta không thể mở ra phong ấn thứ 8, nhưng ta cũng có biện pháp đạt được hiệu quả của phong ấn thứ 8. Ta là cổ thần, thân thể cổ thần là mạnh nhất trong thiên địa, ta chính là luồng kiếm khí cuối cùng. Hai mắt Vương Lâm lóe lên rồi khẽ hút, đột nhiên những luồng kiếm khí chỉ kém một là đạt đến số ngàn vạn gào thét ào đến, tất cả đều phóng về phía Vương Lâm ngưng tụ lại. Tình cảnh này giống như cá voi hút nước, những luồng kiếm khí vô tận trong thiên địa lập tức dung nhập vào trong thân thể Vương Lâm. Khi hàng loạt kiếm khí dung nhập vào, trong cơ thể Vương Lâm truyền ra những âm thanh ầm ầm, sát khí trong thân thể đã đủ làm cho những kẻ nhìn thấy phải chấn động tâm thần. Tu sĩ tầm thường không thể nào chứa đựng nhiều kiếm khí như vậy, nhưng Vương Lâm là cổ thần nên chẳng đáng là gì. Khi hắn hút vào thì ngay cả thân thể cũng trở thành màu trắng bạc. Ngưng. Vương Lâm quát khẽ một tiếng, gần ngàn vạn kiếm khí đang dung nhập vào trong thân thể đột nhiên ngưng tụ lại. Tất cả kiếm khí đang phân bố ở khắp nơi đều điên cuồng co rút lại, cuối cùng thì ngưng tụ trên ngón trỏ tay phải của hắn. Hai thanh đoản kiếm này cũng quá quỷ dị. Khi gần ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ ở ngón trỏ tay phải Vương Lâm, thiên địa xung quanh người hắn trở nên rực sáng. Hai thanh kiếm đang bay bổng trước mặt đã hóa thành hai luồng khí đen trắng cũng dung nhập vào trong ngón tay phải của Vương Lâm. Hai con nai nhỏ giống như đang chạy nước rút mà vờn quanh ngón trỏ tay phải Vương Lâm, cuối cùng thì hóa thành hai ký hiệu đồ đằng. Lúc này ngón trỏ tay phải của Vương Lâm đã đủ để đánh tan tu sĩ toái nhất. Ngay cả những thứ không nết bảo tầm thường nếu đánh thẳng vào ngón trỏ tay phải Vương Lâm cũng phải tan vỡ. Đáng sợ là trong ngón trỏ tay phải còn ẩn giấu cả quy tắc lôi, hỏa và chiến. Lại có cả thần thông và thân thể dũng mãnh của cổ thần, chỉ cần một chỉ được điểm ra cũng đủ làm cho quỷ thần kinh hoàng. Một chỉ này ngay cả tu sĩ đại thần thông thiên nhân suy kiếp cũng phải tránh xa. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn hả miệng thổi ra một hơi lên ngón trỏ tay phải để che giấu hai đồ đằng hình nai, càng làm cho ngón trỏ tay phải trở nên tầm thường, cũng nhìn không ra bất kỳ manh mối nào. Dưới tình cảnh không đề phòng, một chỉ kiếm khí ngàn vạn này cũng đủ làm cho kẻ muốn giết ta phải sợ hãi. Vương Lâm cười lạnh rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh mắt trở nên âm trầm. Mạc La đại lục này phàm nhân quá nhiều, một khi giao chiến sẽ làm cho trăm họ lầm than, cũng là chức trách của tu sĩ như ta. Vương Lâm trầm tư rồi đứng thẳng người lên, hắn hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng lên bầu trời. Chỉ sau khoảnh khắc đã dùng tốc độ không thể nào tưởng tượng mà rời xa Mạc La đại lục. Hình bóng của Vương Lâm trở nên mơ hồ trong tinh không, hắn cũng không mất bao lâu đã tìm được một man hoang đại lục trong sương mù. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn phóng thẳng về phía man hoang đại lục. Một tiếng ầm vang lên, hai chân Vương Lâm đã dẫm trên man hoang đại lục, thần thức khủng bố của hắn đã bao phủ khắp đại lục. Nếu đã không thể trốn thoát thì dùng nơi đây làm chiến trường. Vương Lâm chọn cho mình một đỉnh núi cao nhất, hắn khoanh chân ngồi xuống. Ta và linh hồn thiên vận tử dung hợp đã tính được nguy cơ sinh tử chỉ còn lại 7 ngày, chỉ 7 ngày nhưng cũng đủ để ta chuẩn bị. Vương Lâm lẩm bẩm rồi nâng tay phải vỗ mạnh lên trán, trên trán Vương Lâm lập tức bùng ra trăm luồng khí tức màu trắng sữa. Trăm luồng khí tức này vừa mới xuất hiện đã lập tức tu nhỏ lại rồi hóa thành trăm cái quang cầu. Thiên địa vô thường, ngưng tụ trăm thân, cổ đại thần thông. Khi lời nói của Vương Lâm vang lên, trăm quả quang cầu lập tức khẽ chuyển động, trong nháy mắt đã hóa thành hàng trăm Vương Lâm. Những phân thân này chính là phân thần, sau khi cổ thần tinh thứ 6 của Vương Lâm có dấu hiệu khôi phục trở lại thì thi triển được thuật thần thông này. Khi hai tay Vương Lâm đẩy mạnh ra ngoài, trăm phân thân kia lập tức phân tán về bốn phương tám hướng rồi phóng thẳng ra khỏi man hoang đại lục. Tất cả đều phóng đi trong tinh không như tên bắn. Vương Lâm khẽ nhắm chặt hai mắt giống như ngồi xuống nhập định. Thời gian dần trôi qua, nháy mắt đã là 2 ngày, trăm phân thần này của Vương Lâm đều có một chút năng lực cổ thần, lực lượng cũng mạnh. 2 ngày này vì Vương Lâm rất quen thuộc với tinh vực cấp 5, nên tất cả phân thần đều dùng tốc độ cực nhanh phóng vào hơn phân nửa tinh vực cấp 5. Tất cả phân thần đều đứng trên trăm cái man hoang đại lục khác nhau. Trăm cái man hoang đại lục này bị phân thần của Vương Lâm đẩy đi. Tất cả điên cuồng tiến đến ghép vào bốn phía man hoang đại lục của Vương Lâm đang đứng. Tình cảnh này làm cho tất cả tu sĩ tinh vực cấp 5 phải kinh hoàng, dưới mắt Vương Lâm. Thì trăm man hoang đại lục này đã hình thành một phạm vi cực rộng, đã chiếm giữ một tinh vực khổng lồ. Nếu từ xa nhìn lại giống như một bộ tộc trên thái cổ tinh thần. Khi đám man hoang đại lục kia được phân thần đưa đến, thì vườn quanh bốn phía đại lục của Vương Lâm và hóa thành một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này dùng đại lục làm khung, rõ ràng đã đạt đến mức độ cực mạnh. Trăm phân thần đều trở về trong cơ thể Vương Lâm, hắn mở hai mắt ra, hai tay vung lên. Phá diệt cấm đột nhiên bao phủ xung quanh tạo thành hàng loạt ký hiệu bay bổng và xoay chuyển. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hàng loạt ký hiệu, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh. Hai tay Vương Lâm hóa thành gió, không ngừng lại mà vùng vẫy làm cấm chế liên tục có biến hóa, dần dần đã bao phủ toàn bộ man hoang đại lục. Khi Vương Lâm thi triển thần thông thì hàng loạt cấm chế điên cuồng bùng ra bao phủ khắp mọi nơi, cuối cùng đã bao phủ tất cả đại lục. Lúc này trăm đại lục đột nhiên trở thành một thể thống nhất. Khi thi triển nhiều cấm chế như vậy thì hao tổn rất nhiều nguyên lực, nhưng tu vi Vương Lâm đã tiến nửa bước vào toái niết, có thể hấp thu những luồng nguyên lực vô tận trong thiên địa, đồng thời hắn cũng có rất nhiều nguyên tinh. Lần này vì tính mạng mà lấy ra hấp thu không chút do dự, không tiếc tiêu hao. Vương Lâm cũng gọi ngân y nữ tử từ trong không gian trữ vật ra thi triển sinh tử cấm. Lúc này ngân y nữ tử cũng không nhiều lời mà lập tức thi triển. Vì có đầy đủ nguyên tinh nên sinh tử cấm và phá diệt cấm của Vương Lâm đã rất đồng bộ với nhau, đều bao phủ tất cả đại lục. Nếu chỉ như vậy cũng chưa thể hiện rõ thủ đoạn của Vương Lâm, sau khi hắn rời khỏi thế giới bảy màu thì liên tục nghiên cứu Tuế Nguyệt cấm. Lúc này mặc dù hắn vẫn còn chưa hiểu rõ hoàn toàn, vốn hắn là truyền nhân của phá diệt cấm và không được nghiên cứu cấm chế khác, nhưng hắn cũng tìm hiểu được một ít. Lúc này Vương Lâm thi triển và liên tục đánh ra Tuế Nguyệt cấm. Đến ngày thứ 5, Tuế Nguyệt cấm cũng đã bao phủ hoàn toàn các đại lục. Uy lực của Tuế Nguyệt cấm chính là thời gian, ta đã có thần thông Lưu Nguyệt. Chỉ cần nghịch chuyển là Tuế Nguyệt cấm sẽ đạt được uy lực nhất định trong thời gian cực ngắn. Tam đại cấm chế dung hợp, uy lực kinh thiên động địa, người muốn giết ta, muốn giết Vương Lâm ta, dù là tu sĩ đệ tam bộ cũng không phải chuyện dễ. Lúc này ta vẫn còn rất nhiều thủ đoạn chờ ngươi đến. Trong mắt Vương Lâm chợt bùng lên hàn quang. Thời gian giống như một thanh đao lấy mạng treo lơ lửng trên bầu trời, đao này đang dùng tốc độ cực nhanh chém về phía Vương Lâm, chỉ còn lại 2 ngày. Lúc này xung quanh Vương Lâm có gần trăm man hoang đại lục, những đại lục này xếp đặt theo một phương pháp cực kỳ quỷ dị, ẩn giấu một luồng lực lượng thiên địa, cũng ẩn giấu cả quy tắc. Đặc biệt là tam đại cấm chế của Ngân Y nữ tử và Vương Lâm đã bao phủ tất cả đại lục. Tam đại cấm chế dung hợp lại tạo thành một luồng cuồng phong này cũng không bùng phát ra mà bị Vương Lâm liên tục ép xuống. Cuối cùng trăm man hoang đại lục được bày ra khắp bốn phía đã bị hắn dùng tam đại cấm chế luyện hóa thành một pháp bảo trận pháp khủng bố. Năm xưa Viêm Lôi Tử mượn mảnh vỡ tiên giới luyện thành pháp bảo thông thiên. Tuy lần này tài liệu trận pháp của Vương Lâm không bằng Viêm Lôi Tử ngày xưa, nhưng trên mặt thần thông thì lại ngang nhau. Thậm chí vì tam đại cấm chế mà còn mơ hồ sinh ra dấu hiệu vượt qua. Hôm nay dù Viêm Lôi Tử chiến đấu với Vương Lâm cũng nhất định sẽ bại. Trăm man hoang đại lục bùng ra những luồng uy lực ầm ầm, nhưng khi Vương Lâm cố sức nén thì cấm chế ngưng tụ lại rồi dần dần được ẩn giấu. Hắn cũng không cuồng vọng cho rằng có thể che giấu những khí thế đã ngưng tụ. Khi Vương Lâm nén đến một mức độ nhất định thì thi triển sẽ có lực lượng bùng nổ khủng bố. Cả đời Vương Lâm đã cùng với người chiến đấu sinh tử rất nhiều, quả thật cũng rất hiếm khi phải điên cuồng chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn như thế này. Cứ mỗi khi hắn có thêm sự chuẩn bị mới thì khả năng bảo vệ tính mạng khi giao chiến sẽ lớn hơn rất nhiều. Lần này Vương Lâm thôi diễn ra hình ảnh đệ tam bộ khủng bố muốn giết mình, hắn hầu như không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Nếu không phải là Vương Lâm mà thay vào bất kỳ tu sĩ nào khác, lúc này tâm thần chắc chắn sẽ tan vỡ. Xuất hiện cảm giác tuyệt vọng sợ rằng cũng rất khó chống cự. Dù sao thì tất cả phương pháp chống đối đều tan thành mây khói trước đại năng của đệ tam bộ, dù có chuẩn bị nhiều hơn cũng vô dụng mà thôi. Nhưng Vương Lâm thân là nghịch tu, thân là vương tộc cổ thần, hắn kiêu ngạo, hắn tôn nghiêm. Hắn có ý nghịch thiên nhưng cũng tuyệt đối không cho phép khuất nhục người khác, dù là đệ tam bộ cũng không thể. Ta có thể chết, nhưng chính là chết trận mà không phải chết vì khuất nhục. Kẻ muốn giết ta phải trả một cái giá đắt. Hai mắt Vương Lâm tràn đầy tơ máu, sau 5 ngày chuẩn bị liên tục đã làm chiến ý khắp toàn thân hắn tiến lên đỉnh phong. Lúc này hắn hít vào một hơi thật sâu, vừa khoanh chân ngồi xuống vừa bấm niệm pháp quyết rồi vung tay về bốn phía. Khi hai tay Vương Lâm vung lên, một luồng cuồng phong huyết sắc đột nhiên bao phủ khắp bốn phía rồi quét ra bên ngoài, liên tục gào thét. Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, luồng cuồng phong huyết sắc đã tràn ra khắp tất cả man hoang đại lục, cuối cùng thì bao bọc tất cả đại lục vào bên trong. Trên những man hoang đại lục có rất nhiều mãnh thú, khi Vương Lâm mang những đại lục này đến đây cũng không xua đuổi chúng đi. Vì vậy mà số lượng mãnh thú trên trăm man hoang đại lục đã đạt đến một con số khủng bố. Phù Tục Thánh Tổ đã từng truyền cho ta phù văn thuật, sau đó Tháp Sơn đã từng đem những lĩnh ngộ của phù văn thuật nói cho ta biết. Phù văn dùng da thú luyện hóa thành, lấy toàn thân tinh hoa của mãnh thú mà động rồi hóa thành phù văn, uy lực kinh thiên động địa. Nhưng pháp thuật này quá mức kinh hoàng, cần rất nhiều lực lượng sinh linh, ta vốn không muốn sử dụng nhưng tình cảnh trước mắt lại không thể không dùng. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hồng quang, trong miệng hắn lập tức vang lên những chú ngữ cực kỳ phức tạp. Những chú ngữ này hóa thành hàng loạt phù văn xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn rồi dung nhập vào trong luồng gió lốc. Khoảnh khắc sau, phù văn đã bao phủ khắp man hoang đại lục. Tất cả mãnh thú trên trăm man hoang đại lục đều kêu lên thảm thiết, tất cả máu thịt toàn thân lập tức khô héo, ngay cả xương cốt cũng bị hòa tan toàn bộ. Cuối cùng tất cả máu thịt toàn thân lập tức khô héo, ngay cả xương cốt cũng bị hòa tan toàn bộ. Cuối cùng tất cả máu thịt tinh hoa ngưng tụ trong một mảnh da trên mi tâm tạo thành một phù văn huyết sắc. Số lượng mãnh thú không thể nào tính toán được, vì vậy mà khoảnh khắc này, những tiếng kêu thảm thiết vang lên kinh thiên động địa truyền khắp toàn bộ tinh vực cấp 5. Điều này làm cho tất cả tu sĩ trên tinh vực cấp 5 có những cảm giác hãi hùng. Một số kẻ có tu vi thấp lại sinh ra ảo giác, hầu như không thể khống chế tâm thần. Khi hàng loạt mãnh thú tan vỡ, rất nhiều phù văn bay bổng trên trăm đại lục, giống như muốn che cả bầu trời lại, bùng ra những luồng uy áp kinh người. Luồng uy áp này đủ để hủy diệt một tu sĩ toái nứt hậu kỳ, có thể làm cho thân thể tan vỡ, nguyên thần cũng không thể bỏ chạy, đạo tiêu mà chết. Ngàn vạn kiếm khí hóa thành một chỉ, đây là đòn tấn công đầu tiên ta chuẩn bị cho đệ tam bộ muốn tiêu diệt mình. Tam đại cấm chế dung hợp trên trăm man hoang đại lục tạo thành lực lượng hủy diệt thiên địa, là đòn tấn công thứ hai ta tạo cho hắn. Những ký hiệu phù tộc do mãnh thú hóa thành có ẩn giấu lực lượng khủng bố chính là đòn tấn công thứ ba. Bên người Vương Lâm được chất đống rất nhiều nguyên tinh, khi nguyên lực hắn vận chuyển thì liên tục hấp thu. Nguyên tinh tan vỡ ầm ầm rồi mất đi, nguyên lực tiêu tán giữa trời đất. Ba sát chiêu cực mạnh này, dù là người có tu vi thiên nhân suy kiếp cũng chắc chắn phải chết. Nhưng đây cũng không phải là cực hạn 2000 năm tu đạo của ta. Vương Lâm vì trận chiến này có thể nói đã dùng hết tất cả, lúc này hắn hít vào một hơi thật sâu. Tay phải vung một chảo lên hư không, khe nứt chữ vật lập tức xuất hiện. Trong khe nứt chữ vật đột nhiên phóng ra một luồng lôi quang. Khoảnh khắc khi lôi quang này xuất hiện, một tiếng gầm giống lập tức được truyền ra, xạ thần xa được mở ra phong ấn thì lập tức hóa thành lôi thú. Con thú này vừa mới xuất hiện thì Vương Lâm lập tức vung tay phải về phía trước, những tiếng ầm ầm vang lên rất cổ quái. Những vật được trang sức trên người lôi thú rung lên, lúc này giống như nó đã khôi phục lại được vẻ oai hùng năm xưa. Lôi thú ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, thân thể lóe lên, hai mắt bùng lên tinh quang bức người và lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nó đã thông linh, tất nhiên cũng hiểu được mối nguy cơ sinh tử của Vương Lâm lúc này. Trên người lôi thú do xạ thần xa hóa thành vẫn còn vài luồng phong ấn, nếu tu vi bình thường sẽ không thể mở ra được, nhưng lúc này lại hoàn toàn có thể. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn há miệng rồi thổi mạnh về phía trước. Một luồng cuồng phong lập tức gào thét bùng ra trong miệng Vương Lâm, sau khi rơi lên người thì lập tức làm cho thân thể lôi thú run rẩy dữ dội. Lúc này trong cơ thể lôi thú vang lên những âm thanh két két giống như một chiếc gương đang vỡ vụn. Hai chiếc xạ thần xa đã hoàn toàn được mở ra phong ấn. Vương Lâm trợn trừng mắt lộ ra hai luồng hàn quang, khi cùng phong gào thét rơi lên người lôi thú, lại có một ngụm máu tươi được Vương Lâm phun ra. Lôi thú phát ra tiếng gầm giống ghê gớm, thân thể đột nhiên phóng to lên. Khoảnh khắc này phong ấn trên hai nó nhanh chóng tan vỡ, từng luồng được mở ra, cuối cùng tất cả đều đã được mở ra. Khoảnh khắc này xạ thần xa năm xưa đã mai một khi tiên giới tan vỡ lập tức hiện ra giữa đất trời. Khi thân thể lôi thú liên tục phóng to, chỉ sau khoảnh khắc thân thể lôi thú đã cao mấy ngàn trượng, thân thể cũng nhanh chóng thay đổi. Nửa phần bên dưới khẽ chuyển động rồi hóa thành một chiếc chiến xa khổng lồ trong thiên địa. Nửa phần trên của lôi thú lại thay đổi dữ dội tạo thành một cây trường mâu dài vạn trượng. Trường mâu và chiến xa nối liền vào nhau làm bung phlin những luồng sấm sét vô tận đã xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Một luồng KR kinh thiên động địa điên cuồng bùng ra từ trên chiến xa. Nó không phóng thẳng về phía Vương Lâm, nhưng quá trình hít thở của hắn cũng phải ngưng trở lại. Ngay và mặt đất trên đại lục cũng ầm ầm run rẩy, gần trăm man hoang đại lục được tam đại cấm chế bao phủ cũng chấn động. Thế này mới không hổ danh là xạ thần xa. Tinh quang chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn vung tay phải lên, xạ thần xa lập tức rơi xuống mặt đất bên trái. Trường mâu vạn trượng trên xạ thần xa bùng lên luồng sát khí lạnh lẽo, nó chỉ thẳng lên bầu trời. Vương Lâm lại vung một chảo tay phải lên, cánh bướm năm màu lập tức bay ra khỏi khe nứt chữ vật. Lúc này bướm năm màu lập tức vỗ cánh vờn quanh thân thể Vương Lâm. Chiếc xạ thần xa thứ ba này là mạnh nhất, dù là bây giờ ta cũng không thể hoàn toàn phá bỏ phong ấn trên mình nó. Nhưng ngoại trừ luồng phong ấn cuối cùng thì tất cả những cái khác ta cũng nắm chắc có thể phá được. Hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết chỉ về phía trước, máu tươi lại phun ra rơi trên cánh bướm năm màu. Đột nhiên thân thể con bướm này run lên giống như ngay cả cánh cũng ngừng vỗ. Dần dần bốn phía cánh bướm lập tức xuất hiện một cái kén. Chiếc kén này rất giống với vật của Hồng Điệp năm xưa, khoảnh khắc khi xuất hiện thì nguyên lực thiên địa lại điên cuồng ngưng tụ phóng tới. Dù là nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm cũng bị nó nhanh chóng hấp thu. Khi liên tục hấp thu nguyên lực thì cái kén càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt đến độ dài ngàn trượng mới ngừng lại và đứng sừng sững giữa đất trời. Hai mắt Vương Lâm chợt khép lại, hắn liên tục lấy ra nguyên tinh rồi hấp thu lực lượng thiên địa để bổ sung vào. Dần dần cái kén đã không còn phóng to nhưng khí tức bên trong lại càng ngày càng dữ dội. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày sau, cái kén đang bay bổng giữa đất trời đột nhiên tan vỡ ầm ầm tạo thành rất nhiều con sóng điên cuồng khuếch tán về bốn phía. Dù là Vương Lâm cũng bị đẩy ra ngoài ngàn trượng, trong mắt hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Khi chiếc kén tan vỡ, trong đó lập tức lộ ra chiếc chiến xa vài trăm trượng, toàn thân chiến xa lấp lánh những luồng sáng bảy màu. Chiến xa này không có trường mâu nhưng trên mặt lại có những gai sắc trăm trượng, lực lượng thiên địa liên tục bị nó hấp thu. Lúc này bảy cái gai sắc nhọn trên chiến xa đang dần bùng ra những luồng sáng bảy màu. Chiến xa có gai sắc ầm ầm rơi xuống đất, Vương Lâm đi đến rồi sắp xếp nó vào chiếc chiến xa có trường mâu ở hai bên trái phải của mình. Hai chiếc xạ thần xa này chính là đòn tấn công thứ tư ta chuẩn bị, đáng tiếc thời gian cũng không đủ, nếu không chỉ cần cho ta chút thời gian thì vẫn còn có thể chuẩn bị thêm vài thứ. Vương Lâm trầm mặc ngẩng đầu lên nhìn trời, thời gian chỉ còn lại một ngày, chỉ còn lại 12 canh giờ. Khi thôi diễn ta đã tính được sau 12 canh giờ nữa người giết ta sẽ tiến đến, nguy cơ sinh tử đã sắp đến. Thứ ta chuẩn bị cuối cùng chính là dùng thời gian 12 canh giờ cuối cùng để hút vết máu trên thiết kiếm ra. Tay phải Vương Lâm lập tức vung lên, trong khe nứt chữ vật bay ra hai đoạn thiết kiếm. Dù có thể sửa chữa thiết kiếm này thật tốt cũng không thể dùng để chống lại sát kiếp lần này. Hơn nữa Vương Lâm cũng không muốn sửa chữa, thời gian cũng không còn kịp, cái hắn muốn chính là vết máu trên thiết kiếm. Ta cũng phát hiện ra bất kỳ manh mối nào trên thiết kiếm nhưng cũng có thể cảm nhận được một luồng lực lượng không thể nào tưởng tượng nổi ẩn giấu bên trong. Máu này cùng loại với cổ thần nhưng cũng không giống. Thậm chí theo như lời nói của Thanh Long Thánh Hoàng thì nó có chút giống máu của thiên đạo. Vương Lâm trầm mặc rồi há miệng, hắn truyền ra lực hút bao phủ thiết kiếm. Sau đó trực tiếp nuốt nó vào miệng, bắt đầu tế luyện thiết kiếm trong nguyên thần. Đến đây thì cũng khép lại tập 259 Tiên Nghịch.